Theo nghiên cứu chỉ ra thì khi không đủ vitamin D3 thì chỉ có 10 đến 15% canxi từ dinh dưỡng có thể hấp thu vào máu, và còn lại 80 đến 90% canxi sẽ bị đào thải ra ngoài và khi không đủ vitamin K2. Canxi không đến được xương hiệu quả, nguy hiểm hơn, nó có thể là đóng cặn tại thận và gây vôi hóa mạch máu. Về vitamin D3, nó giúp hấp thu canxi, phốt pho từ ruột vào máu và duy trì nồng độ ở mức ổn định. Vitamin K2 thì phối hợp cùng với D3 đưa canxi từ máu đến đúng điểm cần đến tại xương và kiểm soát lượng canxi lắng đọng tại nơi mà không cần thiết như là mạch máu, mô mềm, và tránh gây ra các bệnh lý nguy hiểm cho cơ thể. Và để các ba mẹ dễ hiểu hơn thì vitamin D3 được xem như là người gác cổng và quyết định canxi có được đi vào cơ thể hay là không. Đó, còn vitamin K2 chúng tôi ví như là cảnh sát giao thông, nó giúp điều hướng canxi đúng nơi về đúng chỗ. Và sự phối hợp giữa vitamin D3 và K2 giúp tối ưu hấp thu và gắn canxi vào xương một cách hiệu quả. Thì bộ đôi giúp tăng cường sức mạnh cho xương, đồng thời giúp cho trẻ có hệ xương chắc khỏe và tăng chiều cao vượt trội.